xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình làm cái clip giới thiệu ngỗng như mình mọi người. Đấy, ngỗng chưa? Đấy. Ngỗng kìa kìa. Như đúng một con này, độc nhất vô nhị nha mọi người. Con ngỗng này mình nhà mình mua từ bên Indonesia về cơ. Em có một con thôi, Indonesia về. Mọi người thấy kỹ nha, ngỗng Indonesia, mẫu người kia. Ngỗng này có nhiều tác dụng lắm nha. Có lại thịt, để cũng thêm có thể trong nhà. Ngỗng trong nhà thì cho mọi người. Bởi vì ngỗng tiếng kêu to, thính á. Ai vô phát kêu ngay. Mỗi nhà này có một con. Rất đù 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 đù. Đấy, kêu to chưa? Kêu to lắm. Kêu vẫn đứng đây một lần. Cổ rất là dài, cổ cực dài, lúc nào đưa cổ lên cao, kéo kêu chưa? Có cái gì là hay. Mình thấy kêu. Thiệu con ngỗng mình kết thúc mọi người. Con ngỗng mình có nhiều tác dụng lắm, như mình ở đó. Đây.
thì ai mà chưa có thì nhà mình nên nuôi một con đó. Xin chào mọi người nhé.